Vâng, chung kết dành cho cả hai bên. Quận. Nghe vẻ là cũng cần đấy. Min Fo Sum Fo, đó là quân về bên phía đội 3. Sinh mệnh là người cầm min. Fo của Kỳ. Sumerian của game thủ Igua. Fo của U97. Vâng, bên mình Thành Lắc người cầm Catharian. Catharian của game thủ U98. Pamidan của Văn Hưởng. Và cuối cùng đó là Funesian của game thủ LG Boy. Như vậy là xét về quân thì dường như bên mình đang là yếu hơn một chút, lởm hơn một tí xíu thôi. Thoải mái đánh. Quan trọng đó là con màu 6 Hưởng cầm Pamidan. Và không, và con màu 7 Pamidan của game thủ Văn Hưởng, nó là điều quan trọng. Một bài vẫn kẹp xăm nhưng bãi quả đang là hơi khó nhằn. Và nhìn kiểu thấy bãi quả này mà tôi vào GG là tôi quýt luôn rồi. Đánh trận là phải quả nào quả đẹp tôi mới chơi. Và như đây là các anh em đang thi đấu quay phát nên phải vẫn phải cố gắng thi đấu hết sức. Đẹp là gì? Voi vủng mà. Vừa quay Thành Lắc phát chết dần luôn. Vâng, Hưởng vừa bảo tôi quay máy khác đi, bài xấu quay làm gì. Vừa quay đến Thành Lắc phát thấy chết dần luôn. Khô lời. Vâng, màn hình máy của game thủ U98. Thôi xem U98 vậy. Vâng, quay U98 thì U98 cựu lỗi voi. Chết thật. Thôi. Vâng, quả đầu xấu. Sao cái map nó dị thế nhở. Màn hình máy của Chiboy. Chiboy là động viên anh em và đánh tập trung. Bởi vì đây là trận thiếu chung kết. Vâng, hiện tại này ngồi cạnh các game thủ phía GTV. Vâng, đó là một game thủ. Vâng, tôi vâng tương đối là hai mang. Đó chính là game thủ không được khóc. Vâng, chưa biết em sẽ cổ vũ bên nào. Vâng, bởi vì nói khóc cổ vũ bên nào cũng phải có lý. Em từng là game thủ cũ của Game TV. Vâng, những năm tháng đánh chuyên nghiệp của em hoạt động dài nhất ở team Game TV nên nói là vâng, khóc cổ vũ Game TV thì cũng đúng. Nhưng hiện tại thì khóc đang đầu quân cho Quảng Ninh, bảo khóc cổ vũ Quảng Ninh thì cũng đúng. Chưa biết thế nào cả. Vâng, một thanh niên nguy hiểm nhất hành tinh, game thủ không được khóc, đang ngồi cạnh các game thủ của team Game TV. 19 dân tới từ người cầm Pamidan. Phonesian của game thủ Chiboy là một bài vâng đẹp và tương đối là móc binh. Thành Lắc 25 nông dân ở phía bên trong cánh sẽ là người chém kẹp xăm trong trận đấu này, khi mà kiểu gì cũng sẽ có kẹp xăm đâu. Màn hình máy của game thủ U98 và nhiều voi. Thì tiếp tục xem U98 xem U98 chém như thế nào vậy. Mày muộn, ông nào cũng muộn thì xem ai bây giờ. Vâng, bảo bài muộn xem làm gì bây giờ, ông nào cũng lên muộn thì tôi biết xem ai. Xem Pan vậy. Vâng, Pan cũng bảo là đừng xem em. Vâng, xem Chiboy. Vâng, anh không, bây giờ tôi sẽ hỏi ý kiến khán giả trong trường quay.
Vâng, tôi sẽ hỏi ý kiến khán giả trường quay là anh em nào muốn xem máy của ai thì anh em hãy comment ở trên khung chat của kênh YouTube để em quay người đấy. Chứ bây giờ game thủ không ai muốn xem, không ai muốn mình quay máy. Vâng, thế xem Chip Boy vậy. Vâng, mỗi tội Chip Boy là người đánh cung thôi. Vâng, xem Chip Boy. Thế xem Chip Boy xem em thủ nhà như thế nào. Vâng, nhưng rất nhiều người bảo rằng là sẽ xem máy Chip Boy đây. Chip Boy đây, có ngựa giò đến đây. Bài của Chip Boy là bài rất đẹp rồi. Vâng, 25/40 timeline của game thủ Hello Chip Boy ở thời điểm này. Xem máy khác đi, bây giờ tầm này xem máy khác được chưa? Màn hình máy của game thủ Thành Lắc đi dò kẹp xăm nhưng what, chưa thấy ai. Vâng, đồ ăn là rất nhiều, Hưởng báo về mobile là người kẹp xăm giữa hai nhà và đang chọc máy vào nhà của game thủ Văn Hưởng. Hưởng có một máy quả phụ lực rất khỏe cho Văn Hưởng, hai lần bắt đều chạy thôi, nâng máy xe luôn. Màn hình máy của game thủ U98. Vâng, lạc đà chuẩn bị chạy vào nhà của Chip Boy. Không, dường như nó chạy thẳng vào nhà của U98 trong trận điếu này. Nó đang chạy chéo ra nhà của game thủ U98. Thank you, hải sẹo tuyệt vời. Anh em chờ tí ăn nốt miếng dưa. Tuyệt vời quá, tự dưng hải sẹo cho em miếng dưa anh em ạ. Vâng, 26/32 bị chém ngay từ đời 2. Thế trận đang là cực kỳ khoai cho bên mình ở những khoảng phút đầu tiên. Màn hình máy của Chip Boy. Vâng, xem Chip Boy đẩy quân luôn. Anh em sẽ người cần phải giải tỏa những người đồng đội của mình. Vâng, để có thể em sẽ người phải giải tỏa áp lực cho những người đồng đội mình. Vâng, đánh cung phải giải tỏa áp lực, tân cung đầu phải đẩy đi luôn để có thể bắn vào những bò nhỏ. Vâng, để cho U98 là người bị, vâng, đỡ khó thở. Chip Boy đánh cung nhưng phải đẩy quân để cho U98 đánh chém đỡ khó thở. Vâng, một trận đấu mà Chip Boy cần phải tỏ ra được, vâng, bản lĩnh của người đội trưởng trong trận đấu này để có thể giúp cho các thành viên của phía team VTV vượt qua được khó khăn. Vâng, tạm thời thì Chip Boy đang solo với game thủ 2, còn U98 thì như thế nào? Khỏe không? Tham lại cân đấy. Được, đánh được. Vâng, U98 đang chạy thẳng vào phía bên trong nhưng khả năng là gặp truy bệnh. Khả năng gặp truy bệnh. Vâng, đây rồi, đây là truy bệnh. Truy bệnh là người cầm min. Vâng, cung A hài áo đã có. Vâng, lại thấy một nhà đánh cung nữa của chán đời. U97 là người cầm Phonician và đánh cung ở phía bên trong cánh. Rồi bạn đã là thế từ đối mắc binh khi Phô và Minoan được ôm nhau. Còn bên mình thì chỉ có Phonician của game thủ Hello Chip Boy thôi. Thành Lắc timeline là 41/52. Vâng. Như vậy là không phải là kẹp xăm à? Một trong góc 9 giờ. Như vậy là một trận đấu mà không có nhà kẹp xăm, mà nhà 17 rất gần với nhà của... À không, như vậy là có một ba kẹp xăm. Một ba góc 12 giờ. Nhưng nó cực kỳ xa. Nó chưa đúng là 13 ở góc 6 giờ. Chết, nó nhầm. Xin lỗi tất cả anh em, 13 góc 6 giờ. Vua đang thủ rất nhiều phù phía bên trong nhà của mình. Khi biết rằng mình là người kẹp xăm giữa Catalian và Pan. Bài thủ châu phù tới từ game thủ Igua là hợp lý. Vị trí nhà khá xa. Thành Lắc sẽ người phát triển và vắt châu lạc đà.
Vâng, lên 4 thẳng luôn. Kích rồi. Vâng, đã kích 4 ở phút thứ 21 trong game. Vâng, nhưng liệu rằng nếu như không có lạc đà ở nhà thì liệu rằng anh sẽ thủ thế nào đây khi MOBA đã bắt đầu lao vào phía bên trong. Vâng, Inqua đang công thẳng vào. Tham Lai đang bị đi. Vâng, nếu như không có đủ lượng lạc đà thủ nhà thì tương đối khê một trận đấu bật 4 bất ngờ tới từ game thủ Thành Lắc. Vâng, bật 4 từ rất sớm. Nhưng bây giờ thì anh phải bung nhà. Vâng, đã đóng A. Và Inqua sẽ thông báo cho những người đồng đội của mình rằng là màu 5 đã bắt đầu đã có A. Chị Bòi có mang vẫn có vâng, chị Bòi gây áp lực. Chúng ta hãy cùng xem chị Bòi gây áp lực như thế nào. Bởi vì cung R Phonesian để có thể gây áp lực lên nhà của người cầm Minoan đánh cung A, tôi nghĩ là không có nhiều áp lực. Catharian tham lai là 30, vẫn đang đợi chờ những tên bơm đồ tới những người đồ của mình để có thể sóc được hot và nâng cấp các công nghệ cho những con hot lên 4 xong. Sẽ là tên hot đầu tiên và nâng lửa trước. Tương đối là bùng lụa. Màn hình máy của Văn Hưởng tham lai chỉ 20. Màn hình máy của U98 tham lai là 37. Vẫn đang bị một hai quấy rối như thế này, không làm gì được nhiều nữa rồi. Đây là chip boy tham lai là 83/116. Vâng, đi đúng một vòng bản đồ. Quay trở lại với Thành Lắc. Tâm điểm của trận đấu này bởi vì Thành Lắc đang người bật 4 xong, tham lai chỉ là 24. Bơm đồ. Ai có tức không? Gần 4 xong tham lai là rất nhỏ và Igua đang đẩy lên liên tục. Vâng, đội bạn thì Truy Mệnh vẫn đang gầy gầy, tôi không thấy những động thái của Truy Mệnh trong trận này. Xét về mặt đánh đời 4 thì có lẽ rằng là vâng, Minoan của Truy Mệnh cũng không ngán như con Catharian lắm, bởi vì hot Catharian không phải là hot tuyển, không có hot thần. Và cung A Minoan nó không sợ nên Truy Mệnh vẫn đang không thấy có những động thái mà anh vẫn đang ngồi nhà gây dây thôi. Tham lai đang là 24 dành cho game thủ Thành Lắc. Vâng, đây là máy máy của game thủ Hello Chiboy, tham lai là 95/132. Chiboy sẽ làm một turn vâng đánh bay nhà của game thủ Igua khi mà Igua là người thủ quá nhiều phủ ở nhà chính của mình. Nhưng M4 đang sang đỡ. Phủ của U97 cũng đang sang đỡ cho game thủ Igua. Cái nhọt sau mông của các thành viên bên phía team Kevin vẫn chưa thể nhổ đi khi Igua vẫn còn nhà. Tham lai bên mình vẫn đang bị đi khoảng vâng 6-4. Vâng, thời điểm này thì một Truy Mệnh cũng đã lên 4 xong. Đương nhiên thôi. Vâng, bật 4 để có thể cân với nhà bật 4 của bên phía bên mình. Màu 4 cũng đang phát triển cực kỳ rộng tới từ game thủ U97. Và tôi nghi ngờ, vâng, tôi đồ rằng một tên mà U97 cũng sẽ người lên 4 luôn cùng với người cầm Minoan game thủ Truy Mệnh luôn. Khi mà cả hai nhà bên phía đội bạn đang rất khỏe và bền lực chắc ruộng. Còn rất có thể là một tên cả hai nhà cùng lên 4, đạp đôi Phonesian sẽ người, bên phía đội bạn sẽ người đi đẩy. Còn Minoan đứng thủ và quản lý những bãi vàng. Vâng, chị Boy sẽ là mục tiêu. Chị Boy sẽ là mục tiêu khi chị Boy là người nhiều dân nhất ở trên bản đồ. Thành Lắc thì không vâng bị ăn quá nhiều dân rồi đội bạn. Vâng, Truy Mệnh cũng như là những cái thủ hữu team còn mình thừa kinh nghiệm để có thể biết được rằng Thành Lắc hiện tại cũng đang thoi thóp chứ không phải là một bài khỏe. Vâng, đẩy Chi Boy mà Chi Boy bay thì bên mình mới là không có cửa. Còn Thành Lắc thì kể cả hết dân nhưng Chi Boy còn khỏe thì Chi Boy hoàn toàn có thể bơm được thôi, không vấn đề. Để xem tên này Chi Boy đó nhà kiểu gì khi Kuma đã khạc ra lửa. Kuma của mình tầm xa là quá xa so với những con cung R Phonesian 7-2, cách nhau đến 3 tầm xa, chưa kịp lao vào thì đã chết sạch rồi. Một thế rất khó và tỷ số là 3-2 trong trận đấu đầu tiên dành cho các thành viên của bên phía team Quả Đinh.